Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì chơi game I'm the one. Wow, một anh chàng mặc vest đen. Wow, bây giờ Cu Lì sẽ vào game trình thử các bạn xem. Rút. Đây, Cu Lì đặt tên là Impa. Nè, còn các bạn kia là Vegra, CC. Các bạn ở nhiều quốc gia khác nhau. Đây, xem đây. Ăn đòn nó đi. Ây da, Cu Lì bị quýnh chút đòn rồi. Đúng máu. Ây da, té. Vừa đứng lên té nữa rồi. Đúng lên level nào. Level là mình sẽ có skill mới mà mạnh hơn. Giờ mình chỉ có đánh bốc thôi. Ui da, đánh level 2 rồi. Level 2 thì đấm cũng lên level nữa. Khí một bạn. Chạy chạy chạy. Nè. Ui da. Đúng lên level 3 nào. Bạn kia level 3 hết rồi. Ha. Ha. Chúng nó nè té nó đi. Vừa đứng lên té nữa rồi. Lâu quá. Ây da, bị đá rồi. Các bạn level 3 đá rồi. Ôi dồi. Cái bà áo đỏ đánh rồi các bạn ơi. Ây da, thêm một cái nó té luôn. Có hai bạn, ba bạn, level 4, level 5 luôn. Ây da, đừng có đá tôi rớt xuống. Tôi xuống là thua đó các bạn ơi. Mình không phải nào rớt xuống được. Hi da, đá nè. Ây da, đau quá. Rồi hai bạn bị như té xuống rồi. Ây da, đá mạnh quá. Đứng lên nào, đứng lên, đi lại nào. Ây da. Level 4 rồi. Mình sẽ có thêm chiều mới. Anh mạng level 6 nè. Đã té nó đi. Dăng ra ngoài luôn. Dăng ra ngoài luôn đi. Bây giờ khi à. Cô bị đá trúng rồi mà. Rồi đứng lên, đứng lên, đứng lên. Chỉ còn 3 bạn rồi. Ráng nè. Yeah. Ôi level 8 kìa. Ghê quá. Ăn đòn đi. Ây da. Đá của này văng. Sai sai luôn. Sao không sao. Đi lại nào, đi lại nào. Đâu hết rồi. Trời ơi, bay đá luôn. Level 9 có skill bay đá luôn các bạn. Ghê quá. Không sao, không sao. Ây da, trưởng mình gà trưởng cho mình. Bạo đỏ, mạnh quá. Rồi, bay xuống khỏi đài luôn. Thua cuộc. Game này thật là vui. À, bây giờ mình sẽ chơi lại nha. À, quảng cáo, mình sẽ tắt cái quảng cáo này đi. Tắt làm sao đây. Đây rồi, hay giống ít rồi. Bây giờ mình vào đây võ đài. Mình cần lên level 4 mới mở được level. Cái võ đài team và võ đài chicken. Một đấu một. Mình chỉ group được thôi. Bây giờ mình chỉ chơi group thôi. Rồi đứng ở giữa luôn. Wow. Đông quá vậy. Trời ơi, áo đen quá trời luôn. Hơi. Hay vậy. Đi ra nào. Ngửa đầu xuống. Hụt rồi. Sớm hụt không vậy. À, như này là hướng dẫn các bạn ăn ra đi. Hướng dẫn thôi mà. Play nào. Vào game. Real Su An Sala Vita say quá trời luôn. Một cái té nè. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên nè. Ê, hụt rồi. Ê, hụt. Cô này đi canh trước rồi. Cô kỳ ta. Nè, trúng rồi nè. Ê, đấu sĩ rồi. Có một con tóc trên đầu à. Yeah, ở sao không lén kìa, cái ông mắt kiến, lén mình. Thua. Nè, đánh bão đỏ. Ây da, bị cái ông tóc, có một tên cọng tóc trên đầu, đánh té rồi. Đứng lên. Nè, đá, nè, đá vô không? Bà già, nè. Ờ, đá bà già mà không trúng cho ông tóc, một cọng tóc. Level 3 rồi. Ây da. Ê sao lưng kìa. Từ từ cứ đợi. Mình để mình đánh lén. Ê gì đứng lên đó nha. Tôi gì đứng lên đó. Ây da la ta té. Bay dữ vậy. Từ từ nè. Ông này không có level 4. Ông đá. Ông đá mạnh lắm. Mình cũng biết đá mà. Mình level 4 rồi. Đứng lên. Ăn đòn nè. Đâu hai bạn. Chạy đi. Té té. Ông này có tin nhắn. Không sao không sao. Ăn đòn à. Ăn mà áo đỏ đi, cô đi đánh. Đi đâu? Lại đây. Định đánh cô Lì hả? Mẹ đi. Bất tử luôn rồi. Đứng lên, đứng lên. Ô, nhào lộn bay luôn quá. Ê, sao lưng, sao lưng. Hai cái túi đi, tình thế.
cô này level 6 rồi. Tiến lên, tiến lên. Ai? Chưa gì hết. Nè, không rồi, không rồi. Đánh lại. Nè, ăn đòn đi. Hai bạn mình rất tục kiều. Ê, rồi, xong rồi. Bảo rõ level cao quá à. Level cao nó mạnh lắm. Ây da, mình đánh té. Trời, mạnh vậy đá liên tục luôn. Qua qua game đi à, mình sẽ chơi lại tiếp tục. Hai em đầu anh, tôi là số 1. Isabel, bạn Samuel, đồ nhiệt, em Melina. Phải đấu thôi. Hello, đây. Lại đây một cú nè. Nãy giờ tất 3 thôi mà không có được tất 1. Ây dù, té luôn, quýnh luôn, té luôn. Mặc biệt gì này vậy? Té luôn đi. Ôi, hụt rồi. Quá chạy vô kìa. Ăn nò đấm vô mặt. Ôi già bị đá luôn. Hỗn chiến rồi. Đau quá. I am the one. Tôi là số 1. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Trúng đòn nè.
Ô da level 4 mà. Ôi cái tường bị mất rồi kìa, đi vô. Không giỡn. Ăn đòn. Ôi da. Trúng đòn. Rồi con này con bị trúng. Ôi văng như vậy. Bạn cứ đánh cái gì mà mình bay dữ thiệt. Chắc là một sáu, biết ngay là một sáu mà. Đá với ta hả, chân ta dài hơn. Bay vô đất gì luôn. Ây dâu, level 5 rồi. Mình cũng level 5 rồi. Đúng rồi. Đâu nha. Nè. Chưởng nè. Ây dâu, bị chưởng lại. Chưởng qua chưởng lại. Ui nha, bị đá cục phòng cạc tôn. Chỉ còn 5 bạn thôi. À, 4 bạn. Té đi. Chưởng văng ra ngoài luôn. Ôi, level ít luôn kìa, level 10 luôn. Kinh thiệt. Ây da, đã bị té luôn rồi, té sắp mặt luôn. Ây da. Rồi, văng cái bút ngoài luôn. Ui, bay ra quá. Yeah. Một nhát nữa. Cố lên. Yeah. Một cái nữa. Bay ra rồi. Hẹn lần sau mình chơi tiếp. Còn bây giờ gặp lại mọi người. Bye bye.